Chào mừng quý anh chị đến với podcast Nói từ trái tim. Tôi là Nguyễn Thành Quốc, là người sáng lập Học viện Thuyết trình từ tâm, tổ chức đầu tiên tại Việt Nam tập trung nghiên cứu và huấn luyện chuyên sâu về lĩnh vực thuyết trình, diễn thuyết, hùng biện. Chuỗi podcast Nói từ trái tim là những chia sẻ về trải nghiệm, kiến thức mà Quốc tích lũy được trong lĩnh vực đào tạo về kỹ năng thuyết trình. Hy vọng sẽ hữu ích với quý anh chị. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu với chủ đề hôm nay mang tên Trạng thái hồi hộp tích cực trong thuyết trình và 3 điều cốt yếu cần biết để nâng cao kỹ năng này. Chào mừng các anh chị đến với podcast số đầu tiên mang tên Trạng thái hồi hộp tích cực trong thuyết trình và 3 điều cốt yếu cần biết để nâng cao kỹ năng này. Ở tập đầu tiên, tôi đã chia sẻ đến các anh chị thế nào là trạng thái hồi hộp tiêu cực và trạng thái hồi hộp tích cực. Ở tập số 2, tôi sẽ giới thiệu đến các anh chị bí quyết đầu tiên và cũng là bí quyết quan trọng để giảm đi trạng thái hồi hộp tiêu cực trong quá trình thuyết trình. Tựa đề của tập 2 mang tên Kết bạn với việc thuyết trình. Ngược dòng thời gian, chúng ta hãy nhớ lại ngày đầu tiên đi học, nhớ lại khoảnh khắc trong buổi hẹn hò đầu tiên, cảm xúc của nụ hôn đầu đời. Anh chị lúc đó có hồi hộp không? Tay đập, chân run, có bối rối chứ? Hầu hết là có. Vì sao lại không run, vì sao lại không hồi hộp? Có phải anh chị đối diện với những điều mới mẻ và chưa từng trải nghiệm trước đó đúng không nào? Nhưng bây giờ thì sao? Chắc chắn đã khác xưa đúng không? Anh chị nay đã trở thành chuyên gia của những buổi hẹn hò lãng mạn. Vì anh chị đã thường xuyên làm điều đó, thường xuyên đối diện nên riết thành quen. Nói trước, công chúng, thuyết trình trước một nhóm người cũng thế thôi. Vấn đề lớn nhất của sự hồi hộp là do ta sợ những điều chưa biết. Một khi nói riết rồi thì cũng sẽ thành quen. Vậy, cách đầu tiên anh chị hãy làm đó là kết bạn với việc thuyết trình. Hãy cho phép bản thân mình vượt ra khỏi vùng an toàn để chớp lấy cơ hội được thuyết trình ngay khi có thể. Hãy cho bản thân được đọc, được học càng nhiều về thuyết trình càng tốt, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Anh chị càng làm nhiều bao nhiêu, anh chị sẽ càng trở nên tự tin và giảm đi sự sợ hãi. Anh chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu về phương pháp rất đặc biệt được gọi là thử vi sai để áp dụng xem sao nhé. Trong các khóa luyện của tôi có áp dụng phương pháp này nhằm giúp cho học viên của mình rút ngắn lại quá trình hoàn thiện, giảm thiểu các sai lầm, tạo ra một môi trường học tập và trong môi trường đó không có bất kỳ sự đe dọa nào để người học được tự do thể hiện phong cách thuyết trình riêng của họ, điều mà môi trường bên ngoài không có, thậm chí còn bắt chúng ta phải trả giá để đổi lấy bài học kinh nghiệm. Giống như một thi hào đã từng nói, kinh nghiệm là ông thầy khó tánh, bắt ta trả giá rồi mới dạy ta bài học. Chào mừng anh chị đến với tập số 2 trong chuỗi podcast số đầu tiên mang tên Trạng thái hồi hộp tích cực trong thuyết trình và 3 điều cốt yếu cần biết để nâng cao kỹ năng này. Tôi giới thiệu với anh chị một phương cách tiếp theo mang tên Kiểm soát sự kỳ vọng. Sẽ không có bài thuyết trình nào hoàn hảo và cũng sẽ không có bất kỳ nhà diễn thuyết nào dám nhận mình là người thuyết trình hoàn hảo cả. Mỗi khi họ đứng lên nói trước mọi người, sự thật là không phải lúc nào nhà diễn thuyết hay những nhà lãnh đạo tài ba cũng thuyết trình hết được những ý mà họ đã chuẩn bị đâu. Và cũng không phải lúc nào điều họ thuyết trình cũng là điều họ đã có chủ đích nói. Nhiều khi trong quá trình chúng ta thuyết trình, ý này lộn sang ý nọ, ý trước nhầm sang ý sau, trình bày bài này lộn xì ngầu hoặc lỡ bỏ bớt một vài thông tin quan trọng dẫn đến tiếc hùi hụi hoặc tạm thời quên không biết mình nói gì mà người ta gọi là mất trí nhớ tạm thời đó. Mọi thứ hết sức là bình thường. Nếu điều đó có xảy ra, đừng lo lắng về chúng. Cứ bình tâm, hít một hơi thở thật sâu, từ từ thở ra nhẹ nhàng và rồi tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra cả. Tại sao như vậy? Vì người nghe
khán giả của chúng ta hiếm khi nhận ra sự cô ấy lắm. Và hơn nữa, họ cũng không biết anh chị định nói gì cả. Trên tất cả, và thật may mắn thay, nếu có vài người nhận ra thì anh chị cũng yên tâm, vì người nghe có trái tim bao dung và rộng lớn hơn chúng ta nghĩ. Hầu hết những người ham học hỏi luôn tập trung vào những điều tốt, ý hay, ý tích cực hơn là cứ xăm soi vào vài lỗi sai vụn vặt trong bài thuyết trình của chúng ta. Vậy nên, nếu như sự hoàn hảo giúp anh chị càng ngày càng phát triển hơn về kỹ năng thuyết trình thì hãy tiếp tục giữ. Nhưng nếu nó là cái cớ để anh chị trì hoãn trong việc hoàn thiện kỹ năng thuyết trình thì cần ngay lập tức bỏ nó đi. Hoàn hảo và trì hoãn là hai anh em song sinh, ranh giới giữa chúng rất mong manh.